Có cô gái ngồi trong chiếc hộp đi phiêu du cùng Tan Zero, nhưng không được bước ra ban ngày vì nó có thể giết chết cô. Dòng máu ác quỷ đang chảy trong người nó gây ra bởi Kibatsuji, nỗ lực của người anh trai muốn cô thoát khỏi số phận phải trở thành quỷ. Mái tóc đen trông rất dịu dàng, có đôi mắt hồng lại còn óng ánh. Ở trước miệng có chiếc ống tre thủy trụ Zizu dùng để phong ấn. Lúc cô tấn công không thể kiểm soát vẫn khoác trên người bộ kimono, sức mạnh vượt trội hơn hẳn con người và ai cũng quý bé Nezuko. Con bé tốt bụng và cực chu đáo, luôn luôn biết nghĩ cho người khác, lo cho gia đình trước cho bản thân, giống Tan Zero về tính cách. Con bé không cần một chiếc áo mới, lấy tiền đó mua hết đồ ăn cho những người em ở trong gia đình trước khi tai họa lúc anh đi vắng. Chỉ ông trẻ có thể chế ngự cho sự thèm khát mang dòng máu quỷ, đi tới đâu người ta cũng thấy có một cô bé dễ thương lạ kỳ. Vì không nói được nhưng sức ảnh hưởng của cô quả thật vô cùng to lớn, có thể đó là một điểm nhấn khiến Nezuko càng dễ thương hơn. Những lời nói từ Tan Zero khiến trong lòng cô vực tỉnh dậy, kìm nén bản thân không được thèm khát bởi vì em không thể làm vậy. Sẽ ngủ 2 năm trôi qua thật mau, trong lúc người anh trải qua luyện tập thì cô cũng biết những thứ tà ác trong người không thể để nó xâm nhập. Bảo vệ anh trai trong mọi tình huống cho dù các cụ có muốn giết cô, kèm sự đáng yêu hết phần thiên hạ, có biến nhỏ hay cả biến to. Cô đã kỳ phong ấn một loại bùa chú trong lúc cô ngủ 2 năm, tác dụng phụ đã khiến một phần ký ức tốt đẹp đã bị quên lãng. Bản chất Oni vẫn còn tồn tại, có người không nhớ mình là ai. Nhưng Nezuko ở trường hợp khác, dòng máu thay đổi so với hiện tại, nó không điều khiển cảm xúc của quỷ vì nó đã hòa với máu loài người. Đến chú công cũng đã chấp thuận một việc không thể từ trước giờ, dù có đưa máu ở trước mặt cô cũng không thể khiến cái ác trỗi dậy. Những vết thương các trụ gây ra do sự hiểu lầm to đến như vậy, nhưng không sao, vì thương người anh nên trong lòng cô đã không cho phép những sự tin tưởng đặt hết vào đáy cảm hóa các trụ để không còn ghét. Khi Nezuko mang dòng máu quỷ, khả năng biến đổi kích thước cơ thể theo ý muốn bất kỳ lúc nào, nhất là mọi người cần được bảo vệ. Khả năng hồi phục là cực kỳ nhanh, chỉ mất vài giây để làm điều đó, khiến cho cô luôn luôn tự tin đánh với quỷ khác mà không gò bó. Trong một trận chiến với thượng huyền tứ, cô đã nhận được một khả năng, bây giờ có thể khám sáng mặt trời, thứ mà loài quỷ có giới hạn. Nói một cách khác, cơ thể sẽ không tan biến dù đi trong nắng ban ngày. Máu Nezuko có thể bốc cháy và kiểm soát nó một cách tinh nhuệ.